What's up, everyone? Dazzle the White Dragon Masters here. I'm here at the event where I'm a chief guest and judge. There you'll see your boy's picture right there. There you go. Stay tuned for more coming up soon. White Dragon out. Guys, so here we are with the talent. Hey, guys, say something. Say hello to the camera. That's the talent. All right, great. Ooh, look at this supermodel right here. Ooh. Actually, no, I'm not competing anymore professionally like I used to. I gave that up a couple of years ago. I do fight when I have to get promoted from a belt test. But currently, right now, we're at this fantastic event, which is obviously, I mean, have you seen the energy inside there? It's fantastic. And having a great, beautiful model like this interview, isn't it great? So we are at this the awards. I was invited by a mutual friend. And currently, I'm just doing a film. Right now, I'm doing a film project that's based on human sex trafficking. It's called Fight of Fury. And the director, Shunny B, he's a good friend of mine, and he's also a great martial artist. And it's a topic for awareness. And we're filming that movie right now. We're halfway there. We've got the climax scene to come, which is the fight scene. I'm playing the lead villain in that movie. So that's the project that I've been currently working on. And of course, a ton of martial arts. And there's other things that are coming up, but I don't want to talk about it too much. Oh, come on. Yeah. But I mean, but you know, personally, I think that I've seen something that I've never seen before. I've never been to an all Vietnamese event before, and there's amazing talent. And what do you think about all that stuff? I actually personally think it's amazing. Yeah. I think there's a lot of beautiful talent out here. The singers are very, very great. I could never sing like that, not even in my shower, so yeah. I can't imagine. So yeah, I think it's great, but thank you for joining us today. Thank you. It's been great. Thank you. Hands up. Yeah, thank you. Two, three. Awesome. Nadia Sodoti. Actress Nadia Sodoti. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Natalie Hồ đến từ công ty Rupa Corporation sẽ ra đại diện để trao tặng kỷ niệm chương. Xin trân trọng kính mời. From Group 5, I give out the thank you to all our sponsors. Quý vị ơi, quý vị hãy dành một tràng vỗ tay cho các đơn vị báo chí truyền thông được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. We'll be right back.
one round of applause to all our sponsors for helping us putting together this special event tonight. Một lần nữa xin được cảm ơn đại diện tất cả các cơ sở báo chí, truyền thanh, truyền hình, báo đài và hai diễn viên của chúng tôi, Hollywood. Dạ, thank you so much. Nhận giải thưởng và xin mời diễn viên Special Master sẽ lên trao giải. Xin trọng kính mời. MME Nutritions is a line of health and wellness products with a wide selection of vitamins and supplements, quality ingredients, research and manufacturing integrity and independent testing. College of Law in 1998. The founder of the food firm. Over the years, his firm has represented and counseled over 100 prominent companies in corporate structuring and compliances. Orange Coast magazine named attorney from the food firms as among California top lawyers in Orange County due to the work in the EB-5 investments for foreign individuals and corporations. Thế này thì chúng tôi cũng tin chắc rằng luật sư điều hành chúng ta sẽ có rất nhiều lời để tâm sự. Khi xem clip của anh, tôi rất là cảm động vì thấy những khó khăn anh đã vượt qua và đến được thành công ngày hôm nay. Một sự tự hào của người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Xin có đôi lời với tất cả quý vị. Xin cảm ơn Đức Tiến, cảm ơn tất cả mọi người. Mình cũng có một cái bài muốn nói chút xíu để mà cảm ơn mọi người. Luật sư cũng hơi rung. Quý vị nhảy vỗ tay cho luật sư được không? Và chúng ta vừa mới theo dõi phần trình diễn đặc biệt của nữ ca sĩ nhí bé Trinh Đăng Anh, vũ sư Quốc Dương cùng với vũ đoàn Quang. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ.
Ladies and gentlemen, that beautiful opening performance was brought to you by First Place V-Star Kids, Jenny, Dan An, and professional dancing master, Kuk Yoon. I am delighted to welcome you to the International Talent and Beauty Awards of 2018, introduced by Group 5 Corporations. We're here tonight to celebrate and congratulate those who have made remarkable achievements. Cảm ơn tất cả các nhà bảo trợ. Đâu anh đến làm lòng em đắm say, trái tim em hồn thức. Rồi anh xa đi để cho bao nhiêu thương xây đời em hư ảo. Làm sao anh biết lòng em như khói sương, xa thân em tan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc có tên là Cherry Cherry Lady với tiếng hát của hai chàng trai rất dễ thương và hình như là sinh đôi thì phải. Xin quý vị dành một tràng. Family on the eve of Saigon's fall in 1975. She faces poverty, brutality, and discrimination in an alien land compounded by the untimely death of her young husband and high school sweetheart, a U.S. soldier who gives her two sons and a new mission in life. Our author, please give a round of applause to Vân Bi Trúc. Chị viết cái tác phẩm này trong cô đơn và đợi chờ điều đó đúng không chị? Và chị bắt nguồn cảm xúc từ đâu để có thể trọn vẹn và hoàn thành được tác phẩm này? Xin chú chào khán giả. Chào anh. Từ hồi mình 4 tuổi, ba mẹ bị qua đời khi mà Cộng sản đánh đồn ở Hồng Ngự á. Thì từ bé tới lớn mình ở với lại bà con, cô bác, với lại bà ngoại. Bà ngoại mình nuôi mình với lại hai người anh, người em của mình. Surviving story would inspire them and give them strength
to move on and to carry out their dream.
Danny Nguyễn, đó là Basil Master và Nadia Sidoti. May I invite actor? There go the hotties again. Hollywood stars, the city elected officials, all the sponsors, and we'll see y'all soon. Yeah. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong ngày hôm nay. Đặc biệt là xin cảm ơn sự hiện diện của các cơ quan báo đài, các nhà bảo trợ đã ủng hộ cho chương trình chúng tôi. Và đặc biệt là cảm ơn các chính trị gia đã ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị các ngành nghề doanh nghiệp sẽ ngày càng thành công hơn nữa và có những cái hoạt động từ thiện để đóng góp cho cộng đồng của mình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái mùa giải năm sau. Cảm ơn cô, cảm ơn cô.